Thưa quý vị và các bạn, là một nền văn hóa mang đậm đà bản sắc dân tộc, nền văn hóa truyền thống của dân tộc Chăm rất nổi tiếng trong khu vực Đông Nam Á. Nền văn hóa này hiện còn lưu giữ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận. Tuy đã trải qua nhiều biến động của thời gian, nhưng người Chăm vẫn giữ được những giá trị văn hóa mà người xưa để lại. Hơn nữa, Đảng và Nhà nước ta cũng rất quan tâm đến việc bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc Chăm. Bởi việc bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc Chăm không chỉ đảm bảo quyền tự do, văn hóa và quyền đa dạng văn hóa cho người dân Chăm, mà còn góp phần xây dựng một xã hội công bằng, đa văn hóa và đoàn kết. Cộng đồng người Chăm đã gắn bó với vùng đất Tây Ninh qua nhiều thế kỷ và cùng với các dân tộc anh em khác trên vùng đất này đã đóng góp cho nền văn hóa của tỉnh nhà nói riêng và của Việt Nam nói chung nhiều di sản quý giá. Việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc Chăm trong quá trình xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là một yêu cầu quan trọng luôn được cấp ủy và chính quyền các cấp trong tỉnh Tây Ninh đặc biệt quan tâm. Tây Ninh có 21 dân tộc thiểu số đang sinh sống, cư trú xen kẽ nhau với những nét văn hóa riêng biệt. Trong đó, dân tộc Chăm là một trong ba dân tộc thiểu số có số lượng đông nhất với trên 1.000 hộ gia đình và trên 4.400 nhân khẩu, chiếm 0,38% dân số toàn tỉnh. Riêng địa bàn xã Tân Hưng, huyện Tân Châu có khoảng 244 hộ với trên 800 nhân khẩu là người đồng bào dân tộc Chăm sinh sống chủ yếu tập trung hai ấp Tân Trung A và Tân Trung B. Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày thì đông đảo dân tộc Chăm nơi đây còn được lưu giữ nét văn hóa đặc trưng cơ bản. Thì trong cuộc sống cũng như trong sinh hoạt hàng ngày thì đồng bào dân tộc Chăm còn lưu giữ được những nét văn hóa đặc trưng cơ bản của dân tộc mình như là ngôn ngữ, chữ viết. Bên cạnh đó thì còn lưu giữ được những nét văn hóa như về trang phục, những cái lễ hội, lễ cưới, ma chay, rồi những cái làn điệu dân ca cũng như lời ru đặc trưng của đồng bào dân tộc Chăm. Bên cạnh đó thì đồng bào dân tộc Chăm cũng có những cái nét văn hóa rất đặc trưng, đó là họ không ăn thịt heo cũng như không uống rượu. Bên cạnh đó thì người đồng bào dân tộc Chăm rất là hòa đồng, vui vẻ, dễ gần, họ sống theo là cộng đồng, cùng nhau giúp đỡ nhau để xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Bà con cô bác thì luôn chấp hành tốt các cái chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Việc giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc Chăm ở Tây Ninh thể hiện ở những nét đặc trưng của bản sắc văn hóa dân tộc Chăm vẫn còn tồn tại với những biểu hiện và đóng góp tích cực. Sinh hoạt xã hội của người Chăm Tây Ninh vẫn còn tồn tại những nếp sống khá đặc biệt, thể hiện nét đặc trưng trong bản sắc văn hóa của mình như sự ôn hòa, sự tôn trọng lời hứa, lòng trung thành, sự trung thực, đặc biệt là truyền thống hiếu học. Trong cộng đồng người Chăm, đội ngũ tri thức góp phần quan trọng cho quá trình xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc, tôn giáo tín ngưỡng, thiết chế xã hội, bởi chính họ là những người dẫn dắt đồng bào Chăm vượt qua những định kiến hẹp hòi, thực hiện khối đại đoàn kết dân tộc, đưa cộng đồng Chăm hòa nhập cùng các dân tộc anh em khác, ra sức xây dựng cuộc sống mới. Bên cạnh đó, tri thức Chăm còn là những người có học thức, am hiểu nhất định về lịch sử văn hóa Chăm, đặc biệt là tổ chức sinh hoạt cuộc sống cộng đồng, nhiều người thành thạo tiếng nói và chữ viết Chăm. Để gìn giữ cũng như bảo tồn cái chữ viết của đồng bào dân tộc Chăm thì ủy ban xã cũng đã tạo rất mọi cái điều kiện thuận lợi. Hiện nay thì trên địa bàn xã có 3 giáo viên là người đồng bào dân tộc Chăm hiện đang sinh sống ở ấp Tân Trung A. Đó là thầy Trạm In, cô Thị Mari và cô Amina. Hiện tại là ba thầy cô đang công tác tại trường tiểu học Tân Hưng A. Trong đó thì thầy Trạm In là đặc biệt là chuyên về dạy chữ viết cho các em học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần bảo tồn giữ gìn cái chữ viết của đồng bào dân tộc Chăm. Theo chị Amina, giáo viên trường tiểu học Tân Đông cho biết, tiếng nói chữ viết mỗi dân tộc luôn giữ vai trò rất quan trọng trong việc làm phong phú thêm nền văn hóa. Bản thân chị
luôn vận động bà con giữ gìn, phát huy ngôn ngữ, chữ viết và các phong tục tập quán của đồng bào dân tộc Chăm, nhất là thế hệ trẻ. Chữ viết ở trường tiểu học, đặc biệt ở huyện Tân Châu này thì có cái trường tiểu học Tân Hưng A là có tổ chức dạy chương trình song ngữ cho các em học sinh dân tộc từ lớp 2 cho đến lớp 5. Qua cái chương trình này á, giúp cho các em là biết được, ngoài việc mà biết ngôn ngữ của mình thì còn biết được chữ viết. Đây cũng chính là một cái mà truyền thống mà được lưu giữ tốt đẹp. Sau này là các em thông qua chữ viết này, các em phải tự tìm tòi những cái cuốn sách vở về đạo Hồi giáo và biết nhiều hơn về cái giáo lý Hồi giáo Islam của mình. Với sự chỉ đạo của Sở Giáo dục thì Phòng Giáo dục Tân Châu á, hàng năm là có chỉ đạo tổ chức cái sân chơi cho các em học sinh dân tộc, không riêng gì là dân tộc Chăm, tổ chức cho các em tham gia cái cuộc giao lưu tiếng Việt dành cho học sinh dân tộc. Thì đây là một sân chơi rất là bổ ích, rồi giúp cho các em là được thể hiện những cái tài năng về cái giới thiệu những cái món ăn nè, rồi giới thiệu những cái văn hóa, rồi văn nghệ đặc sắc của dân tộc mình. Do ảnh hưởng và chi phối của Hồi giáo nên lễ hội của người Chăm Tây Ninh tập trung vào tháng chay Ramadan. Tháng chay Ramadan có thể xem như là lễ hội chính trong năm của cộng đồng Chăm Hồi giáo ở Tây Ninh. Tháng Ramadan tính theo lịch Hồi giáo vào tháng 9, tức khoảng tháng 11 dương lịch. Trong tháng Ramadan, mọi người nghỉ các công việc nặng nhọc hoặc ở nơi xa cũng phải trở về tham dự tháng lễ. Những chức sắc và đàn ông Chăm ban ngày lên thánh đường nghe giảng kinh Quran và suy nghĩ về các công việc mình đã làm, các công việc tốt xấu. Trong cái tháng Ramadan thì mọi người đúng độ tuổi thì như không đi làm ăn xa ở nhà thì phải ăn nhịn. Nhịn như từ sáng tới chiều, bắt đầu tối thì ăn bình thường, ban ngày thì vẫn nhịn tất cả luôn. Nhịn ăn nhịn uống luôn. Còn hả mình đi làm xa, không có điều kiện thì sau này như mình ăn bù thêm, ăn bù lại. Từ 14, 15 tuổi trở lên là quy định là bắt buộc phải ăn. Với ngôn ngữ, phong tục tập quán và trang phục truyền thống đặc trưng, dân tộc Chăm đã tạo nên một văn hóa độc đáo và phong phú. Đối với đồng bào Chăm ở Tây Ninh này, thì về cái truyền thống văn hóa thì nó cũng có rất là nhiều cái nét đẹp văn hóa riêng. Về thứ nhất là về cái trang phục thì về trang phục dân tộc thì đến hiện nay thì các bạn vẫn lưu giữ được. Ví dụ như là phụ nữ thì khi ở nhà thì có thể là mặc đồ ngắn và đội nón để che kín đầu tóc. Nhưng mà khi ra đường hoặc là những cái ngày lễ, ngày hội hoặc là đi tham gia tiệc cưới thì đa số là phải mặc trang phục áo dài. Thì áo dài cái dân tộc Chăm nó cũng hơi khá là hơi giống bên người Kinh, nhưng mà không có xẻ tà như người Kinh thôi. Đó là cái về trang phục. Rồi về cái lễ hội á, thì người Chăm cũng có rất là nhiều lễ hội. Ví dụ như là ngày Tết Ramadan, rồi những cái lễ cầu an, rồi lễ cưới cũng được xem trọng đối với người Chăm. Đám cưới của người Chăm ở Tây Ninh nói riêng và cộng đồng người Chăm nói chung, dù có một số phong tục và nghi thức tổ chức khác nhau, nhưng đó là một đám cưới rất trang trọng, ấm áp, không xa hoa, phù phiếm. Nếu trước kia đám cưới diễn ra trong 3 ngày, thì hiện nay chỉ diễn ra trong 1 hoặc 2 ngày, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp cổ truyền và kín đáo. Bởi Islam Hồi giáo từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần, một thước đo về chuẩn mực đạo đức xã hội không thể thiếu trong đời sống của người Chăm nói chung và cộng đồng người Chăm ở Tây Ninh nói riêng. Các phong tục tập quán của người Chăm Islam ở Tây Ninh đều được các cá nhân, gia đình, dòng tộc giữ gìn và lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, trong đó có phong tục cưới hỏi. Có thể khẳng định,
bản sắc văn hóa Chăm ở Tây Ninh được toát lên từ bản chất, từ nếp sống, từ bản tính con người, từ cách ăn uống, đi lại, ăn mặc, đến các phong tục tập quán, nghi lễ tín ngưỡng, tôn giáo trong những thao tác kỹ thuật và trong kho tàng văn hóa hiện đại và dân gian. Để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa đó, đòi hỏi các ban ngành chức năng và bản thân đồng bào Chăm phải có những phương thức thích hợp để đảm bảo sự thống nhất giữa tính truyền thống và hiện đại của bản sắc văn hóa dân tộc Chăm ở Tây Ninh hiện nay. Kính thưa quý khán giả, văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số là những giá trị vật chất tinh thần được tích tụ gìn giữ trong toàn bộ quá trình lịch sử phát triển các dân tộc thiểu số. Trong dòng chảy toàn cầu hóa, bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số nhằm lưu giữ tính đa dạng của văn hóa Việt Nam, làm phong phú kho tàng văn hóa thế giới, giúp tăng cường khai thác nguồn tài nguyên văn hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước. Trong quá trình lịch sử, vấn đề dân tộc nói chung, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số nói riêng luôn là nhiệm vụ trọng tâm. Đến Đại hội 13, chủ trương đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc tiếp tục được quan tâm, chú trọng, nội dung cơ bản thống nhất với các kỳ đại hội trước, trong đó có nội dung giữ gìn và phát huy những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp phát triển chung của cộng đồng dân tộc Việt Nam thống nhất. Việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Ninh là một minh chứng cho sự thật về chủ trương tôn trọng, quan tâm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số của Đảng và nhà nước ta, góp phần khẳng định đó là một sự thật không thể phủ nhận.